Xin chào các bạn, hôm nay kênh Hue Design sẽ giới thiệu với các bạn cách để chúng ta có thể vẽ lại minh họa của tác giả Ilya Sakup bằng Illustrator. Trước hết đó là chúng ta sẽ vẽ lại hình ảnh của mẫu mà chúng ta muốn vẽ. Sau đó chúng ta sẽ tạo ra một mẫu phần nền background ở phía dưới, sử dụng thao tác Ctrl Shift cộng ngoặc vuông bên trái để đẩy phần nền đó xuống dưới phần hình minh họa mà chúng ta đã tạo ra bằng màng. Sau đó chúng ta sẽ ẩn đi một số các đối tượng ở phía trên, đó chính là các cái hình mảng mà chúng ta minh họa phần vảy và phần vây của con cá để làm giảm sự rối mắt khi chúng ta thao tác với các hình mảng bên trên. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ sắp xếp lại trật tự bằng lệnh Arrange bên trong Illustrator. Đó là sắp xếp lại thứ tự trên dưới của các hình mảng sao cho chúng phù hợp. Để thực hiện thao tác này, chúng ta có thể sử dụng phím tắt cho nó nhanh chóng hơn bằng các phím Ctrl Shift và ngoặc vuông trái phải để thay đổi trật tự trên dưới. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo, đó là tạo màu sắc cho các hình mảng. Ở đây là tôi đã sử dụng màu gradient để tạo màu cho các cái hình mảng đó, với phần sáng ở bên ngoài và phần tối hơn ở bên trong. Hay nói một cách đơn giản, đó là bước này chúng ta sẽ đổ màu cho các hình mảng với tương ứng với các màu mà chúng ta mong muốn. Sau đó chúng ta điều chỉnh gradient sau cũng được. Tiếp theo đó là chúng ta có thể kết hợp luôn song song với việc đổ màu, đó là chúng ta sẽ tạo ra các cái màu gradient trong hình mảng đó luôn. Và nguyên tắc đó là màu bên trong sẽ tối hơn so với màu bên ngoài. Chúng ta sử dụng công cụ gradient, phím tắt là G, để điều chỉnh các cái gradient bên trong đó bằng cách bóp méo cho gradient đấy thay vì hình tròn. Sử dụng radial, thay vì nó là tỏa tròn thì chúng ta sẽ thu hẹp nó lại để cho nó thành dạng ellipse. Và một đầu bên trong, nghĩa là cái phần màu bên trong, màu tối hơn ấy, thì chúng ta sẽ giảm opacity của riêng cái điểm màu đấy thôi, giảm xuống còn khoảng 2-30% tùy màu sắc, và như vậy là hình của chúng ta sẽ trở nên trong hơn. Chúng ta sẽ thao tác tương tự với các mảng còn lại của đối tượng. Để nhanh chóng thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái thao tác đó là sao chép lại thuộc tính của màu sắc bằng cách sử dụng phím tắt là Y ngắn để sử dụng công cụ eyedropper cũng được. Nếu không, chúng ta sẽ đổ màu bình thường bằng công cụ gradient và điều chỉnh màu sắc bằng các cái giải màu, các cái thanh màu sắc ở trên bảng color. Nếu như trường hợp các bạn mà chưa hiểu rõ về các công cụ này thì các bạn có thể xem lại các cái clip trước đó về các cái công cụ cơ bản trong phần mềm mà Hue Design đã hướng dẫn ở trong phần tutorial. Ở đây thì để nhanh chóng hơn thì Hue Design đã sử dụng các cái phím tắt để sử dụng công cụ eyedropper và sao chép màu sắc một cách nhanh chóng hơn. Bởi vì sau khi mà đổ màu cho màn đầu tiên thì Hue Design đã đổ màu ở với màn đầu tiên thì Hue Design đã đổ màu gradient, tuy nhiên là đến các mảng sau thì Hue Design đã đổ các mảng màu phẳng thôi, sau đó mới đến cái bước đó là điều chỉnh màu gradient sau. Các bạn sẽ làm lần lượt bằng cách chuyển đổi giữa công cụ selection phím tắt là V với công cụ eyedropper phím tắt là Y ngắn để chúng ta lựa chọn đối tượng, sau đó sao chép màu sắc.
với một số mảng màu nó có các đường viền đen thì các bạn hãy tắt bỏ hết đường viền đen đó đi. Chúng ta sẽ chỉ sử dụng màu phin thôi, không để màu trốc. Như vậy là Hue Design đã đổ màu tương đối xong cho các hình mảng bên trong của đối tượng này. Chúng ta thấy khá là nhiều mảng nhỏ đúng không ạ? Như vậy làm sẽ lâu hơn. Và tiếp theo đó chúng ta sẽ chọn hình mảng để bắt đầu thực hiện cái bước tiếp theo, đó là đổ màu gradient cho các hình mảng. Sau khi vừa rồi là Hue Design đã sử dụng công cụ Eyedropper để sao chép lại màu gradient tương ứng với màu phần thân bên dưới. Đó, đấy ạ. Sau đó mới điều chỉnh phần gradient bằng công cụ gradient, phím tắt là G. Đây là bước tiếp theo, đó chính là điều chỉnh lại màu sắc của tất cả các hình mảng. Điều chỉnh lại màu gradient cho nó phù hợp. Có một số hình mảng nhỏ, ví dụ như phần lưng của cá, hoặc là một số phần, ví dụ như cái ria mép của con cá chẳng hạn, thì lại không sử dụng màu gradient kiểu dạng tỏa tròn mà chỉ sử dụng dạng liner, hoặc là chúng ta chỉ có thể cần sử dụng opacity để tạo độ trong là được rồi. Để thay đổi màu opacity thì các bạn có thể vào cái trong bảng appearance và chọn đến thuộc tính opacity để tăng hoặc giảm cái độ mờ nhòa, độ hòa trộn của đối tượng đấy, của hình mảng đó. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ áp dụng cái thao tác đó là tạo màu gradient và giảm opacity của các hình mảng còn lại trong cái phần hình minh họa này của chúng ta. Chúng ta sẽ thao tác tương tự với phần vây cá và đuôi cá. Ở đây thì để nhanh chóng, đó là tôi sẽ chọn tất cả các hình mảng đấy và chúng ta sẽ giảm đồng loạt một cách nhanh chóng hơn, đó là giảm đồng loạt opacity của nó. Và chúng ta tiếp tục, đó là sẽ chọn một phần, chọn cái điểm màu ở phía trong để chúng ta giảm cái độ opacity đó xuống chỉ còn khoảng 30-40%, tùy vào cái quan sát cũng như là cái mong muốn của các bạn. Sau đó chúng ta điều chỉnh lại màu gradient bằng cách trực tiếp điều khiển bằng con chuột để thu hẹp lại. Chúng ta sẽ điều chỉnh nó trở thành cái gradient dạng oval và xoay nó để cho phù hợp với phần hình của chúng ta. Ở các clip ngắn trước thì Hue Design đã ngoài việc là sử dụng một số các cái phần hướng dẫn và có phụ đề, thì Hue Design cũng đã có một số những cái thao tác mà có thể ngắn gọn bớt, thì Hue Design đã tua nhanh để cho chúng ta xem đỡ thấy chậm hơn. Tuy nhiên với clip này thì Hue Design muốn để nó đầy đủ từ đầu đến cuối và không tua một phần nào cả, để cho những bạn nào muốn thì chúng ta có thể xem một cách kỹ lưỡng, chi tiết từng bước một, từng thao tác, thậm chí là từng các cái công cụ cũng như là các cái thông số màu sắc mà Hue Design đã sử dụng trong phần hình minh họa này, để các bạn có thể học theo, có thể học hỏi. Và để tạo màu gradient thì đôi chỗ đó là Hue Design đã phải thao tác lại, thao tác đi, thao tác lại vài ba lần. Cho nên là chúng ta sẽ cảm thấy thời gian nó trôi khá là chậm, đúng không ạ?
Clip này dài tận hơn 48 phút cơ mà. Với phần đuôi cá này thì nó có cùng màu sắc, cho nên Hue Design chọn đồng thời cả hai mảng và điều chỉnh màu sắc gradient trên đó trước đó đã, sau đấy mới điều chỉnh đến phần opacity và kéo lại gradient để cho nó phù hợp với mảng màu và phù hợp với mong muốn của Hue Design. Sau phần đuôi cá, chúng ta sẽ chuyển sang để thao tác và điều chỉnh màu gradient bên trên phần vây cá ở phía trên. Thì tương ứng với màu sắc, chúng ta sẽ thấy rằng hai mảng màu phía dưới nó có cùng màu sắc với nhau. Như vậy, Hue Design sẽ lựa chọn đồng thời cả hai mảng để thao tác cùng một lúc. Với phần này, để tạo hiệu ứng tốt nhất và màu sắc phù hợp nhất thì chúng ta có thể lựa chọn các cái hệ màu RGB, RGB để hệ màu ánh sáng để cho màu sắc của hệ minh họa của chúng ta nó sẽ trở nên lung linh hơn và nhìn nó sẽ trong hơn so với hệ màu CMYK, CMYK. Chúng ta cũng sẽ xoay cái màu gradient đấy để phù hợp với hướng của cái vây cá. Nó có cùng màu sắc nhưng cái phần hướng và cái tỷ lệ của cái gradient chúng ta có thể điều chỉnh chi tiết ở từng mảng để cho chúng phù hợp. Tiếp theo chúng ta sẽ làm đến mảng vây phía trên. Mảng vây phía trên thì để nó tăng sắc độ, chúng ta sẽ sử dụng màu sắc sáng hơn so với mảng vây phía dưới. Nó sẽ thiên về màu xanh cyan hơn. Còn mảng vây phía dưới chúng ta sẽ sử dụng màu nó thiên về tím và xanh, xanh lam hơn. Nhằm để chúng ta sẽ tạo ra các cái màu sắc khác nhau trên cùng một đối tượng. Mặc dù chúng cùng sắc xanh nhưng nó sẽ khác nhau về sắc thái màu sắc, để nó tạo sự sinh động. Với phần vây, cái phần vây lưng, cái họa tiết trang trí trên lưng của con cá này thì Hue Design thấy rằng để một mảng màu mà chỉ sử dụng opacity không thôi thì nhìn nó sẽ không được đẹp bằng. Cho nên Hue Design lại quyết định chuyển sang màu gradient dạng liner. Sau đó kéo lại màu sắc cho nó sáng ở phía trên và tối ở phía dưới. Tiếp theo phần trang trí cái mảng phía trên này.
Với mảng này chúng ta cũng sẽ sử dụng cái dạng gradient, dạng tỏa tròn. Brighter, sáng ở phía ngoài và tối hơn ở phía trong. Và bên trong chúng ta cũng sử dụng opacity cho cái điểm màu trên dải gradient đó. Chúng ta sẽ điều chỉnh màu sắc một chút cho nó sáng lên để tạo lớp. Với hai mảng nhỏ trang trí ở trên đầu cá này, chúng ta sử dụng màu gradient đơn giản hơn. Chúng ta có thể sao chép, sử dụng công cụ eyedropper tool để sao chép lại thuộc tính màu sắc của các mảng bên dưới. Khi chúng ta đã tạo rồi thì nó sẽ nhanh chóng hơn, chúng ta đỡ phải chọn lại màu sắc. Và chúng ta chỉ việc kéo và điều chỉnh lại màu gradient cho nó phù hợp với hình mảng đó thôi. Chúng ta sẽ kéo cho cái phần miệng, phần đầu của con cá nó sáng lên, ửng sáng lên, sáng hơn so với phần thân để tạo lớp. Đồng thời là chúng ta đang cover lại cái phần hình minh họa mà, cho nên chúng ta sẽ làm nó tương đối giống so với hình minh họa gốc của tác giả Ilya Sutskud. Với phần thân này thì Hue Design thấy rằng nó vẫn còn chưa đủ độ trong, cho nên Hue Design sẽ giảm cái độ opacity này xuống một chút nữa, cái phần bên trong giảm xuống một chút nữa để cho nó có cảm giác trong hơn, hòa trộn hơn vào phần nền. Chúng ta sẽ điều chỉnh lại một chút cái phần gradient để cho nó có cảm giác trong suốt hơn. Chúng ta vào bảng Transparency để giảm bớt độ mờ nhòa, độ opacity của một số các cái hình mảng để nhằm tạo cái hiệu ứng trong suốt và hòa trộn hơn. Sau khi đã sử dụng các cái điều chỉnh lại gradient cũng như là chế độ hòa trộn opacity của hình mảng, chúng ta sẽ áp dụng cái chế độ hiệu ứng inner glow cho các hình mảng đó. Cái hiệu ứng inner glow này để nhằm mục đích đó là tạo ra cái sự tỏa sáng ở các cái phần đường viền, nhưng ở phía trong của các hình mảng đó, nó làm tăng cường cái độ sáng ở phần biên nhưng phía trong của hình mảng, nhằm tạo cảm giác nó như là tỏa sáng và lung linh hơn cho cái hình mảng cũng như là đối tượng hình minh họa của chúng ta. Và các bạn lưu ý rằng cái màu sắc chúng ta lựa chọn trong lệnh inner glow đấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái màu nó tương ứng hoặc sáng hơn so với màu của đối tượng ban đầu của cái hình mảng đấy. Các bạn có thể click vào nút preview để xem trước cái hiệu ứng của chúng ta. Ngoài ra chúng ta cũng có thể điều chỉnh thêm một số các cái thông số ở bên trong cái lệnh inner glow đó sao cho phù hợp với sản phẩm.
Nếu như trường hợp chúng ta cần chỉnh sửa cái hiệu ứng mà chúng ta vừa tạo thì các bạn có thể vào bảng Appearance để chúng ta click vào cái nút lệnh và điều chỉnh lại nó một cách nhanh chóng hơn. Chúng ta sẽ thao tác tương tự với các hình mảng còn lại để tạo ra hiệu ứng inner glow với các hình mảng cũng như là các mảng màu còn lại. Riêng với phần thân cá này thì để tạo ra cái hiệu ứng sáng hơn, nổi bật hơn cho đối tượng thì chúng ta có thể sử dụng cái thao tác đó là Ctrl+C, Ctrl+F để copy một lần nữa cái lớp màu, cái lớp hình màng, cái phần thân cá để nhằm tăng cường hiệu ứng cho đối tượng. Sau khi thực hiện lệnh Inner Glow ở phần đầu cá và các phần vây cá thì chúng ta sẽ chuyển xuống làm ở phần dưới đuôi cá. Riêng với phần đuôi cá này thì sau này chúng ta sẽ copy thêm một bản sao nữa ở phía bên trái, cho nên là tôi muốn sử dụng cái điều chỉnh lại một chút về màu gradient, đó là thêm các sắc màu ấm, thêm sắc tím, thêm màu ấm để cho chúng cân bằng hơn, bởi vì hiện tại màu sắc chúng ta đang sử dụng màu xanh, màu lạnh rất nhiều. Như vậy chúng ta sẽ thêm điểm màu vào dải màu gradient của các mảng màu mà chúng ta mong muốn. Tôi sẽ thêm một điểm màu nữa và điều chỉnh nó sang tông màu tím, màu hồng để cho đối tượng của chúng ta trở nên ấm áp hơn, màu nó sẽ phong phú hơn, đa dạng hơn. Với những mảng màu xanh này thì để tạo chiều sâu hơn, chúng ta cũng có thể điều chỉnh lại một chút cái màu sắc ở phía trong, cái màu mà chúng ta đang cho nó opacity đấy, bên trong dải gradient đấy, chúng ta sẽ giảm xuống màu xanh, nhưng xanh sâu hơn, xanh đậm hơn. Như vậy hình của chúng ta sẽ trở nên trong và sâu hơn nhiều so với lúc nãy.
Tương tự, tôi sẽ điều chỉnh lại màu gradient ở các mảng màu khác. Và cái quá trình này thì nó cũng mất khá là lâu đúng không ạ? Tỉ mỉ, từng tí một. Như vậy là chúng ta đã tương đối xong các mảng màu bên dưới rồi của con cá. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng lệnh Ctrl Alt 3 show các cái object mà chúng ta đã ẩn đấy đi. Cụ thể đấy là các cái phần vây, họa tiết trang trí trên cái phần vây và vảy cá. Chúng ta sẽ show lên. Và để nó dễ quản lý những cái đối tượng đấy thì tôi đã group chúng lại thành một nhóm. Và chúng ta sẽ sử dụng cái sao chép thuộc tính của đối tượng bằng công cụ Eyedropper Tool để sao chép lại cái màu gradient mà chúng ta đã tạo ở phía bên dưới. Nghĩa là của cái màu gradient của mảng màu bên dưới để cho nó nhanh chóng hơn. Sau đó tôi sẽ sử dụng công cụ Group Selection Tool hay còn gọi là công cụ chuột trắng có dấu cộng để chúng ta lựa chọn từng đối tượng nhỏ trong các cái nhóm đã được group và chúng ta sẽ điều chỉnh màu gradient cho nó phù hợp. Hoặc là chúng ta sẽ kéo lại cái hướng của cái gradient đó cho nó phù hợp với cái đối tượng nhỏ đấy của chúng ta. Và để tạo sự phong phú thì cũng là cái vây cá, các cái mảng nhỏ trên vây cá nhưng để tôi sẽ lựa chọn những cái mảng nhỏ nhưng so le nhau và đổi màu đấy đi để cho cái phần vây cá này nó sẽ có nhiều sắc hơn. Nó có sẽ có sắc xanh đậm và sắc xanh nhạt. Và sau đó chúng ta sẽ chọn riêng cái phần mảng vây cá và kéo lại cái hướng của cái gradient cho nó phù hợp với cái hướng của cái vây đấy. Tiếp tục là sử dụng công cụ Group Selection Tool để lựa chọn từng mảng nhỏ. Sau đó kéo lại hướng của gradient cho nó phù hợp. Và chúng ta chỉ việc bấm phím V để chuyển đổi về công cụ Selection Tool và lại tiếp tục chuyển đổi sang các công cụ khác tương ứng cho phù hợp với mục đích của chúng ta. Sở dĩ tôi giải thích kỹ các cái công cụ như vậy bởi vì có thể những bạn mà nào mà đã hiểu về công cụ rồi thì các bạn sẽ nhìn sẽ hiểu được ngay. Tuy nhiên là có những bạn mà mới tiếp xúc với Illustrator mà các bạn chưa nhớ các phím tắt của các cái lệnh hoặc các công cụ chẳng hạn. Đấy, thì có thể nhìn và các bạn sẽ chưa hiểu. Chính vì vậy mà tôi mới giải thích kỹ các cái cách sử dụng cũng như là khi mà chúng ta sử dụng phím tắt như thế nào. Thì tôi giải thích như vậy để cho các bạn chưa biết các bạn sẽ hiểu hơn. Chúng ta sử dụng công cụ Eyedropper Tool để sao chép thuộc tính màu sắc của một đối tượng nhằm thay đổi cái họa tiết trên cái vây cá đấy cho nó khác đi. Ta sẽ sao chép cái màu sáng hơn một chút so với cái mảng còn lại của cái vây cá để tạo cái sự so le về màu sắc. Vừa rồi là tôi đã sử dụng cái thao tác đó là chọn cái mảng màu chính trên thân con cá và Ctrl C, Ctrl S tức là sao chép copy tại chỗ. Copy và paste tại chỗ để làm cho cái phần thân cá sáng lên. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ thay đổi cái độ hòa trộn opacity của các cái phần vây cá. Cái phần vảy cá xin lỗi của phần vảy cá.
Với những cái phần vẩy cá phía trên, chúng ta sẽ để độ opacity mờ hơn, trong hơn. Còn với những cái vây cá phía dưới, chúng ta sẽ để độ opacity ít hơn một chút. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ sử dụng cái brush để chúng ta sẽ tạo ra các đốm sáng xung quanh của phần con cá. Tuy nhiên là trước đấy thì chúng ta sẽ phải set up cái chế độ của cái brush đó đã. Và brush nó sẽ thao tác với đường viền hay còn gọi là stroke. Cho nên chúng ta sẽ tạo ra các đốm sáng bằng cách sử dụng brush và chấm, nghĩa là chấm ra các stroke xung quanh con cá để tạo ra các đốm sáng. Tuy nhiên chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh lại một chút về cái màu gradient của stroke. Và để dễ dàng quản lý các cái đốm sáng đó, bởi vì nó rất nhiều và nhỏ, thì tôi sẽ tạo ra một layer mới và chúng ta sẽ tạo ra các đốm sáng này trên layer đó. Đó. Bởi vì nếu không thì sau này chúng ta mà muốn chọn các cái đốm sáng này thì chúng ta sẽ rất mất thời gian và không thể lựa chọn từng cái một được, cho nên chúng ta sẽ quản lý theo layer. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng brush để chấm và tạo ra các đốm sáng. Sau đó chúng ta sẽ vào stroke thay đổi kích thước của stroke, có thể to hoặc nhỏ hơn để nhằm tạo ra các cái đốm sáng to nhỏ khác nhau, làm cho cái phần trang trí của chúng ta trở nên sinh động hơn, phong phú hơn thay vì để một kích thước, đúng không ạ? Nó sẽ tạo ra các cái đốm nhỏ, to nhỏ khác nhau. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh màu sắc của nó nữa, dựa trên cái màu gradient. Các bạn thấy không ạ? Tôi thay đổi độ to nhỏ khác nhau của cái phần stroke để tạo ra các đốm sáng khác nhau. Và các bạn lưu ý rằng để tạo ra được các đốm sáng nó dạng tỏa tròn như thế này, thì chúng ta phải sử dụng màu gradient tương ứng như chúng ta đã làm với phần thân cá. Đồng thời các màu gradient đấy sẽ có phần trong là sáng, nghĩa là cái đốm điểm màu ở bên trong của cái các đốm sáng này nó sẽ là sáng. Còn các cái điểm màu bên ngoài nó sẽ tối hơn và đồng thời nó cũng giảm opacity đi. Và tiếp theo là tôi sẽ thay đổi, cũng tạo ra một số các đốm sáng khác nhưng tôi sẽ thay đổi màu sắc cho nó thiên về tím để nó ấm hơn. Đồng thời là để thay đổi màu sắc làm cho nó phong phú hơn. Đó. Sau khi đã tạo xong các cái đốm sáng thì nếu như để lựa chọn, chúng ta sẽ vào Select the same và lựa chọn Stroke Color, bởi vì nó lúc đấy nó sẽ chọn tất cả những cái đốm màu có cùng màu của stroke, và chúng ta sẽ vào giải gradient này để chúng ta điều chỉnh lại một chút về cái opacity của đốm màu nhằm tạo độ hòa trộn tốt hơn. Đây là cách lựa chọn nhanh chóng nhất, bởi vì thay vì việc chúng ta phải click chọn từng cái đốm màu đấy thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh select the same. Như vậy nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Như vậy là chúng ta vừa tạo xong các cái đốm màu dạng tròn. Bây giờ tôi sẽ thêm một số các cái dạng đốm màu nhưng nó là dạng dài. À, trước đó thì chúng ta sẽ tạo ra một cái phần tỏa sáng, những cái đốm sáng ở gần khu vực, một số khu vực để nhằm tạo cái
hình ảnh, nghĩa là chúng ta sẽ giống như kiểu nó tỏa sáng, cái đối tượng nhân vật của chúng ta sẽ trở nên tỏa sáng vậy, nghĩa là các cái đốm sáng to hơn. Và chúng ta sẽ lựa chọn cái màu sắc nó tương ứng và gần với cái mảng màu ở cái vị trí mà chúng ta đặt cái đốm sáng đó. Và chúng ta sẽ điều chỉnh cái màu gradient. Chúng ta sẽ điều chỉnh cái màu gradient cho nó phù hợp. Bằng cách pop lại. Tôi sẽ thay đổi màu sắc một chút của đối tượng của cái đốm màu này và giảm opacity của nó. Tiếp theo chúng ta sẽ copy thêm bản sao ở đến các cái vị trí khác, bản sao của các cái đốm màu đấy đến các vị trí khác, và chúng ta có thể điều chỉnh cái màu sắc với tới các cái vị trí mới của nó. Với lệnh thao tác này, chúng ta có thể sử dụng lệnh sao chép bằng cách đó là nhấn giữ phím Alt, sau đó di chuyển chuột, giữ và di chuyển cái đốm màu đấy đến vị trí khác bằng cách và giữ thêm phím Alt nữa. Tôi sẽ điều chỉnh lại một chút về màu sắc của đối tượng cho nó sáng lên để cho nó có cảm giác trong hơn, và gần cái màu sắc nó sẽ gần với cái màu mà của cái hình mảng của con cá ấy, mà nó ở gần cái đốm sáng đấy. Với phần đuôi cá này, chúng ta cũng sẽ copy thêm một cái quầng sáng nữa, nhưng chúng ta sẽ chuyển màu cho nó ấm lên, chuyển sang hồng để cho sắc thái màu nó trở nên phong phú hơn. Phần bên ngoài này chúng ta sẽ điều chỉnh lại một chút cái dải gradient để cho nó trở về cái màu xanh đậm, cho nhìn nó sẽ sâu hơn. Cuối cùng, để làm cho phần con cá này trở nên sinh động hơn thì chúng ta sẽ vẽ thêm một vài hình mảng nữa, nhưng sẽ để màu sắc ấm. Chúng ta sẽ để màu sắc ấm. Chúng ta sẽ copy một con cá nữa ở hướng ngược lại, cho nên là con cá đấy có tông màu gì thì mảng màu này chúng ta cũng sẽ để màu sắc nó tương ứng. Ví dụ con cá bên kia chúng ta sẽ để màu vàng, vậy thì cái phần mảng này nó là phản sáng lại ánh xạ từ con cá bên kia, vậy thì chúng ta sẽ để cái tông màu cũng hơi vàng.
chúng ta sẽ thêm một đốm màu nữa để tạo sự phong phú hơn. Với đốm màu này, chúng ta sẽ để gradient dạng liner. Một bên sẽ là màu vàng và một bên sẽ chuyển sang màu xanh. Nghĩa là cái dải màu gradient này sẽ chuyển từ vàng sang xanh. Kéo lại hướng của gradient để cho nó phù hợp với đối tượng của chúng ta. Cái mảng này ban đầu tôi để sang màu hồng tím, bây giờ tôi cũng sẽ để lại sang màu vàng, tương ứng với cái màu gradient lúc trước mà chúng ta vừa tạo. Chúng ta sẽ thêm một mảng nhỏ nữa ở phía trên này để tăng cường độ sáng, làm các cái chi tiết trên con cá trở nên tinh tế hơn bằng cách thêm các cái điểm sáng. Và điểm sáng này chúng ta sẽ không để màu vàng mà chúng ta sẽ để màu trắng. Bây giờ tôi sẽ thêm một số các cái chi tiết trang trí nữa ở phía bên ngoài của con cá. Chúng ta sẽ copy cái đốm màu đấy sang một số các vị trí khác. Sau khi xong, chúng ta sẽ lựa chọn tất cả hình con cá cũng như là các đốm sáng đấy, và chúng ta sẽ sử dụng công cụ Reflect Tool để copy bản sao lật sang bên trái một đối tượng tương ứng.
Và với con cá bên trái này chúng ta sẽ đổi sang màu khác, cho nên tốt nhất là chúng ta sẽ tạo ra một layer mới và copy cái phần con cá đấy. Di chuyển cái layer các cái con cá cái phần và chúng ta sẽ di chuyển cái con cá đấy sang layer mới, như thế chúng ta sẽ dễ quản lý hơn. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng công cụ Recolor Artwork hay gọi là công cụ chỉnh sửa màu sắc theo nhóm để chúng ta có thể thay đổi màu sắc của đối tượng một cách nhanh chóng sang tông màu mới phù hợp với ý đồ của chúng ta. Ngoài ra thì trong cái phần Recolor Artwork này nó có chế độ đổi màu tự động, hoặc chúng ta cũng có thể lựa chọn các cái chế độ theo ý muốn của chúng ta bằng cách thêm bớt màu sắc và chỉnh sửa màu sắc cho phù hợp với mong muốn. Và như vậy là tôi đã chỉnh sửa màu sắc phần con cá màu vàng, và các đốm sáng sẽ là xanh tím, cái phần đuôi sẽ ngả tím xanh. Như vậy là chúng ta vừa kết thúc cái phần thao tác tạo ra và vẽ lại cái phần minh họa của tác giả Ilya Shakov. Hy vọng rằng cái phần hướng dẫn này sẽ mang lại cho các bạn những cái sự mới mẻ, sự thú vị, cũng như là chúng ta có thể trao đổi học hỏi về một cách vẽ minh họa mới rất là đẹp. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.